Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thao tác từ đầu khi mà các bạn tải một cái file trắng trơn như thế này. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là tất cả những cái format của chúng ta có từ sao kê data, dashboard, public sao kê và mỗi cái phần sheet wrap này của mình là còn nguyên. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thao tác nha. Đầu tiên là bạn sẽ lấy cái dữ liệu từ cái sao kê này của mình. Sao kê này của bạn thì từ Vietcombank này. Mình sẽ copy toàn bộ tất cả những cái bảng này. Mình chỉ copy cái phần giao dịch thôi, bởi vì cái phần tiêu đề của mình ấy là mình đã có rồi. Thế nên là mình sẽ chỉ copy cái phần giao dịch thôi các bạn nhé. Ví dụ toàn bộ chỗ này, mình cầm chỗ C này. Xong mình sẽ vào đây, mình paste vào đây. Cái điều kỳ lạ là bạn sẽ nhìn thấy rằng là như lúc đầu mình nói ấy, là toàn bộ cái cộng trừ của mình ấy, trừ thì không sao, nhưng cái cộng của mình nó bị thành error. Mình chấp nhận như vậy đi, bởi vì là mình đã có cái hàm để xử lý cái phần error này rồi. Tương tự như vậy, mình sẽ copy cái phần dữ liệu của tuần 1 tháng 7 để các bạn có thể có những cái lựa chọn. Ở đây mình có một cái sao kê của tuần 1 tháng 7. Thì mình sẽ copy ở đây. Copy cái dữ liệu của mình ở đây. Rồi, Ctrl C. Mình sẽ đưa vào đây. Mình đưa phía dưới nha các bạn. Sau này các bạn có dữ liệu của tháng 8 thì các bạn cũng sẽ cứ copy phía dưới thôi. Nó không ảnh hưởng gì cả. Cứ copy phía dưới. Nó dài càng tốt, bởi vì khi mà nó dài ấy, thì các bạn sẽ có được là một cái sự theo dõi cái tiến trình từ cái tháng này đến tháng khác. Dữ liệu của bạn đã tập trung ở một chỗ. Sau đó thì bạn sẽ nhìn thấy là cái sheet data này, dữ liệu vừa rồi nó trắng và bây giờ là nó sẽ tự động được cập nhật, bởi vì là mình đã sử dụng tất cả những cái hàm ở đây để nó cập nhật một cách tự động. Thì khi mà nó cập nhật tự động rồi ấy, thì bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái bên này là dữ liệu nó cũng thay đổi này. Nó sẽ tự động tách ra cái phần thu, phần chi, rồi số dư, rồi tất cả những cái thông tin như vậy. Rồi cái phần dashboard. Phần dashboard ở đây của mình nó cũng đã được tự động cập nhật theo. Ở đây nếu mà trường hợp như mình chọn là tháng 6 thì dữ liệu của mình nó cũng sẽ thay đổi. Đấy. Ok. Và cái phần public sao kê của mình, nếu mà bạn thay đổi cái dữ liệu, chẳng hạn như bạn muốn là từ ngày 15 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6 chẳng hạn, toàn bộ cái phần sao kê của bạn nó cũng sẽ được lọc từ ngày 15. Bởi vì là mình đã sử dụng cái hàm filter để mình lọc tất cả những cái dữ liệu từ cái ngày 15 cho đến cái ngày 30 tháng 6 bắt đầu và kết thúc ở đây. Thì bạn có thể nhìn thấy rằng là cái bộ filter của mình ở đây. Vậy thì về cơ bản thì bạn có thể hình dung rằng là toàn bộ tất cả những cái mẫu này bạn có thể copy từ cái phần sao kê này để chúng ta có được một cái báo cáo như chúng ta mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye! Cảm ơn nhà tài trợ Yến Xào Hỏ Thư, đó là cái cửa hàng Yến Xào Hỏ Thư của bố mẹ mình. Và đó cũng chính là cái nơi mà mình khơi nguồn cảm hứng với những cái mẫu dữ liệu để mình có thể làm những cái trang tính cũng như là làm những cái mẫu báo cáo cho các bạn. Cửa hàng của ba mẹ mình ở 38 A Quang Trung, thành phố Hải Dương. Hãy liên hệ hotline 0975 117643, đảm bảo là bạn sẽ được tư vấn tận tình và chu đáo với giá cả rất là hợp lý.